Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết sẽ bắt đầu nhận bài tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2021. Cuộc thi gồm hai phần thi trắc nghiệm và tự chọn. Người tham gia truy cập vào địa chỉ https://25nam.truoc.trungmuong.danang.gov.vn để thực hiện bài thi. Đối với phần thi tự chọn, thí sinh thực hiện một trong các thể loại gồm tự luận, phim ngắn, video clip, thể loại multimedia khác, nêu cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố, giới thiệu quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và những giải pháp để góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong thời gian tới. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và thành tựu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.